Bé Bự thân chào các bạn. Hôm nay sẵn dịp ở nhà có một ít chuối mà nó chín quá. Mình ăn sống cũng khó ăn tại vì nó hơi ngọt quá. Cho nên bé Bự vào bếp để share với các bạn một cái món bánh chuối hấp kiểu mới nữa nha. Các bạn thấy sao? Các bạn thấy có hấp dẫn không nè? Bánh mềm mại và rất là ngon. Rồi, bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Để làm bánh chuối hấp kiểu mới này á, thì bé Bự sẽ dùng là 300g chuối, 200g bột năng, 200g nước cốt dừa, với 150g đường, 260ml nước, 1/4 cà phê muối với 2 ống vani. Rồi nếu mà mình muốn bỏ màu cũng được, hay là mình muốn cho cái màu nghệ cũng được. Các bạn đừng có lo là nó có sẽ có mùi nghệ nha. Cái mùi màu nghệ nó rất là đẹp. Và trước tiên á, thì mình sẽ cho đường với bột vô đây. Đường với bột với nước, nước cốt dừa. Rồi mình sẽ cho muối vô đây luôn. Mình cho 2 ống vani vô đây. Mình sẽ quậy cho nó đều. Sau đó mình sẽ chia ra làm 2 tô bằng nhau. Rồi mình sẽ cho chuối vô trong này. Mình sẽ dùng cái nĩa mình tán. Cái bánh chuối kiểu này thì mình khỏi cần phải làm nước cốt dừa riêng, nó mắc công phải không các bạn? Em Bự sẽ dùng cái này để mask nó ra. Rồi. Sau đó mình sẽ cho một cái phần nước mình bột mà mình chia hồi nãy vô đây. Bự muốn là cho hai cái phần này nó bằng nhau rồi mình đổ như mình đổ bánh da lợn vậy đó. Thành thử ra bé Bự chia cái phần kia bớt một chút nước qua bên kia để cho hai cái tô nó bằng nhau. Rồi thì bây giờ đó mình sẽ cho bột nghệ, không thôi là mình cho màu vô. Mình cho là 1/8 muỗng cà phê bột nghệ vô, coi cái màu nó tới đâu nha các bạn. Mình thấy thêm 1/8 nữa đi. Cái màu này là tùy mình thôi nha các bạn. Rồi xong rồi. Rồi bây giờ đó mình sẽ bắt bếp lên và mình hấp nha các bạn. Cái Bự sẽ cho mỗi bên là 1 muỗng cà phê dầu dừa nha. Rồi mình cũng cho vô đây là một chút dầu dừa để mà mình thoa cái khuôn. Mình thoa cái khuôn mà bằng dầu dừa thì nó sẽ thơm hơn. Rồi nước đã sôi rồi thì mình bỏ cái sửng này mình vô cho nó nóng cái... nóng cái sửng nha các bạn. Thì bây giờ là mình đổ một lớp á, thì mình cho là 2 cái giá này. Rồi mình sẽ hấp á, là 3 phút. Rồi bây giờ 3 phút đã trôi qua rồi thì bây giờ mình sẽ đổ tới cái lớp màu trắng nha các bạn. Mình cũng đổ 2 giá luôn. Mình cũng hấp sẽ 3 phút nữa. Rồi bây giờ á, thì 3 phút đã trôi qua thì bây giờ mình sẽ đổ tới cái lớp vàng nha các bạn.
Rồi mình cứ 3 phút thì mình đổ một lớp, cho tới khi hết cái lớp sau cùng thì là mình sẽ hấp là 15 phút nha các bạn. Cái lớp này là mình phải hấp là 15 phút. Rồi bây giờ là 15 phút cuối cùng đã trôi qua thì bây giờ mình sẽ mở ra và mình sẽ tắt lò nha. Lấy bánh ra. Rồi mình để cho thật là nguội. Sau khi mà bánh đã nguội rồi thì mình sẽ lấy bánh ra. Bánh rất là mềm mại. Các bạn thấy không? Rất là ngon. Mềm và ngon lắm nha các bạn. Bây giờ bé Bự sẽ cắt nha. Các bạn thấy không? Bánh rất là ngon. Yeah. Bánh này mình để trong tủ lạnh, để qua ngày hôm sau nó cũng không có bị cứng nữa. Các bạn thấy không? Thấy miếng bánh chuối rất là ngon. Béo mà dẻo mà dai mà ngon nữa. Sao các bạn thấy bánh chuối hấp của bé Bự có hấp dẫn không nè? Mềm dẻo mà dai ngon lắm nha các bạn. Cái này mình để trong tủ lạnh á, qua ngày hôm sau cũng như vậy thôi. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào.